Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Nếu như các bạn đang xem trên YouTube và với tên là Tuấn Hiệp, nếu các bạn xem trên Facebook, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể quản lý tài chính cá nhân. Người xưa đã từng nói rằng là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và trước khi tề gia trị quốc thì chúng ta có thêm một từ nữa, đó chính là tu thân, tức là tu bản thân của chúng ta. Để có thể quản lý những tài chính lớn hơn thì trước tiên chúng ta phải quản lý tài chính của chính mình, tiếp theo là đến gia đình, và sau đó phát triển lên sau đó. Thì đấy là cái mà các bạn cần. Và một điều nữa đó là khi các bạn quản lý được tài chính, các bạn sẽ biết được tiền của mình đi về đâu. Các bạn có thể tiết kiệm để có thể mua những thứ mà các bạn muốn ở trong tương lai. Thì trước khi bắt đầu video thì mình xin nói một chút về cái bối cảnh. Thì nhân vật ở trong cái bối cảnh video này là mình. Và điều kiện là mình đang sống ở chính nhà của mình ở Hải Phòng. Thì đấy là cái điều kiện, bối cảnh, nhân vật. Và khi xem xong cái video này các bạn không nên làm theo luôn. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau và chúng ta sẽ phải tùy biến. Thì mình sẽ giải thích rõ hơn đây. Như bạn thấy trên màn hình là video của Web 5 Ngày, một cái kênh khá là uy tín với 346 người đăng ký. Thì đây là hai cái video mà mình đã học cái cách quản lý tài chính từ hai video này. Một cái nữa là video của anh Thành Công. Chính những cái Excel mà mình làm ra nó sẽ dựa vào cái của anh này. Thì đầu tiên ở đây chúng ta thấy Web 5 Ngày chia ra ba mục: sống, tiết kiệm và chơi. Thì mình cũng chia giống như vậy, nhưng phần tiết kiệm thì mình sẽ không quản lý nó, bởi vì khi mà tiền về thì mình sẽ cất một khoản riêng luôn. Tiếp theo là đến với phần sống. Sống đây có thể là chi tiêu về ăn uống và những chi tiêu về bắt buộc, thì chúng ta sẽ phải có mục này. Tỷ lệ phần trăm như thế nào thì sẽ là tùy các bạn. Và một phần nữa chắc chắn là không thể bao giờ có thể thiếu được, đó chính là phần chơi. Tiếp theo xong video này thì ở đây anh này có làm một bảng Excel để quản lý chi tiêu rất là rõ ràng. Và sau khi ở dưới cái video của anh đấy thì cũng có đường link tải luôn, mình sẽ mở ra luôn. Thì đây là video ở trên kênh của anh đấy. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái này, nhưng mà theo mình tất cả chúng ta, những gì mà chúng ta được nhận vào ấy, chúng ta nên tùy biến nó để có thể là trở thành cái của riêng mình, thì sử dụng nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây nó có rất là nhiều mục ăn ngoài này, thức ăn, đầu tư. Thì các bạn có thể tự xem video này để có thể biết được cái cách mà anh ấy làm, và xem cả video Web 5 Ngày nữa. Đấy, thì ở đây nó có cái mục các tháng, và ghi càng chi tiết thì càng tốt. Đây là những nguồn thu nhập các thứ. Thì đấy là cơ sở về lý thuyết, cơ sở về lý thuyết của cái quản lý tài chính mà mình học. Và đây là cái cách mà mình xào xáo lên để làm nên cái của chính mình. Thì như các bạn thấy, ở đây sẽ là cái chi tiêu trong năm 2002 của mình, 2022. Ở đây mình tự tùy biến nó, mình chỉ chia đúng làm ba mục là ăn uống, ăn chơi và chi tiêu bất buộc. Thì cái ở cái phần sống của Web 5 Ngày, ở đây thì mình chia riêng ra ăn uống để xem mình ăn bao nhiêu. Và những cái chi tiêu bắt buộc là những cái như ví dụ như xăng xe các thứ, gửi xe các thứ, thì nó sẽ vào đó. Thì ở đây như các bạn thấy là chúng ta có các mục như thế này, và ghi rõ ngày. Ở đây chúng ta sẽ phải ghi càng cụ thể càng tốt, là chúng ta đã đi đâu, ăn ở đâu và làm gì. Thì đây là các ngày để các bạn có thể dễ quan sát được. Tiếp theo là cái danh sách số tiền mà các bạn nhận được từ gia đình hoặc là ai đó cho bạn, thì phải viết vào đây. Thì cái số dư hiện tại này chính là cái ở trong ví của các bạn ngay lúc này. Thì trong ví cũng nên chia làm 3 ngăn để cho dễ quản lý. Thì ở đây nó sẽ có những cái phần như đã tiêu bao nhiêu phần trăm này, để mình có thể có cái hình dung sơ lược về những thứ mà mình đã tiêu. Cái này âm 100 tức là mình được cộng tiền vào ấy, thì mình sẽ phải để là 100, tại vì đây là cái cột này là cột chi tiêu. Thì chúng ta sẽ phải đây là cái bảng. Thì đầu tiên là cái số tiền đầu tháng trước mà các bạn có thì nhập vào đây này. Sau đó là đến thu nhập các bạn, ví dụ đi làm thêm các thứ. Ví dụ tháng 1 mình làm thêm được 825.000 thì mình viết ở đây, nhưng mà mình đã gửi tiết kiệm ở đây rồi. Thì ở đây nó có các hàm và các công thức, thì các bạn có thể quan sát đây. Đó, cũng khá là hay. Những cái hàm này đơn giản và có thể tự làm được. Tiếp theo chúng ta sẽ phải nhập những cái cột này, đúng không ạ?
đây là nhập cái cột, một số cái cột khác, đây là những cái chi tiêu, nó sẽ nhảy từ cái file Excel của đúng cái tháng đấy và nó sẽ nhảy ở đây. Thì đây là số tiền cuối tháng đấy, thì đây là cái cách mà chúng ta quản lý chi tiêu. Sau đó khi có tiền rồi thì chúng ta sẽ gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư cái gì đấy, ví dụ như hôm nay mình đi xe đạp này, 2.000 này, xong enter, sau đó ấn lưu thì nó sẽ nhảy con số ở trên cái màn hình này đó, nhảy lên. Thì ở đây chúng ta vào phần chi tiêu bắt buộc, chứng tỏ mình đã tiêu 4.000 đúng không? Thì đây là cái cách chúng ta quản lý rất dễ. Và file Excel này nếu các bạn muốn thì hãy nhắn tin Facebook ở dưới phần mô tả, thì mình có thể cho các bạn cái file của mình. Nhưng mà tuy nhiên trước khi mà chúng ta làm cái gì đấy, chúng ta sẽ phải biến nó trở thành của riêng các bạn và tùy theo từng điều kiện và hoàn cảnh của các bạn nữa, thì cái số tiền nhập này nó sẽ khác nhau mà các bạn muốn quản lý như thế nào. Thì trong cái video này mình sẽ chỉ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tham khảo thôi về những thứ mà các bạn có thể làm được, một cái góc nhìn khác về quản lý tài chính, mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn.